Như vậy là trận đấu bắt đầu. Dứt điểm rất nguy hiểm, bóng băng lên rất bất ngờ của Công Trường Phúc. 36 tuổi nhưng Công Trường Phúc cũng rất bền bỉ. Lúc này anh không còn chơi biên nữa mà thường chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm. Xuân Kiên có thể sút xa. Sút không chính xác của Xuân Kiên. Thì Tùng Anh đang tiếp đón anh Pháp. Luân lưu chân trái không qua được Đức Bê Tô. Thành từ bóng đá sinh viên của Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội. Vô lê. Và vô lê không thành công của Xuân Kiên. Dứt điểm. Quân Eto rất mạnh nhưng không qua được Nhiệm A. Cá ngang. Phúc Nhô. Dứt điểm. Không được. Và di chuyển tốt của Đinh Sơn Hải. Sau đó thì dứt điểm trong một tư thế tương đối khó. Khó để có thể trở thành một bàn thắng. Và phạm lỗi rất rõ ràng của Linh Ibra và thẻ vàng cho số 11 bên phía TG. Thẻ vàng xứng đáng. Dứt điểm khá nguy hiểm. Đồng Hội Xuân hai pha nã đại bác của cao thủ Phoenix không thắng được UCD. UCD đứng trong gôn đúng là nhìn kín luôn cầu môn. Đầu tiên là Quân Eto. Sau đó ngay lập tức là cú đá bồi đến từ Tống Hồi Xuân. Cơ hội. Ngay lập tức Long Torres đã đem về một quả đá phạt ở một vị trí rất nguy hiểm dành cho các cầu thủ TG. Không vào, nhưng Tiso không vào. Không thể tin được trong bóng vừa rồi. Pha cứu thua xuất sắc của Hoàng Trung Phong. Xem lại pha bóng này. Hai pha cứu thua liên tiếp không tưởng của Hoàng Trung Phong, thủ môn của TG. Đặc biệt là pha đánh đầu bồi của Tuyên Tung Tăng. Phản công cho Phoenix. Rồi. Chính xác là như vậy. Phạt và thẻ vàng là hoàn toàn chính xác. Dứt điểm. Vẫn là một tiếng chấm cố định tuyệt vời của TIG. Long Torres. Và cả người rất khéo của Long Torres. Công Chiêu Khúc. Mã Nhiệm không vào. Pha tấn công trực diện rất hay của các cầu thủ TG. Và băng lên cực kỳ bất ngờ của trung vệ Ma Nhiệm. Và đến từ tình huống giữ bóng tốt của Long Torres trước đó. Còn đây là pha chuyền bóng thẳng vào trung lộ đối phương của Công Trường Khúc. Một lần nữa thì thủ môn Hoàng Trung Phong của Phoenix lại chơi rất hay. Rất khó với tình huống dứt điểm bằng lòng trong vừa rồi của Quân Eto. Cự ly thì quá xa. Cự ly thế này thì sút đây. Quyết định tương đối táo bạo của Công Trường Khúc. Còn Thanh Tài. Đức Khang tiếp tục sút xa và vẫn không thành công. Hùng Phú Thọ dứt điểm và dứt điểm trúng đích.
Ôi, tỷ số là 1-0 cho Phoenix. Thế bế tắc đã được khai thông, người ghi bàn đó là Đinh Sơn Hải, bàn thắng thứ 5 của Sơn Hải tại giải đấu năm nay. Vẫn là những trận đấu tương đối trôi chảy của Phoenix. Nhưng công bằng mà nói thì trong những phút vừa qua thì Phoenix là đội bóng chơi mạnh dạn hơn. Đội hình của họ được đẩy cao hơn so với TIG. Và trong một chuỗi thăng hoa này thì Phoenix tiếp tục duy trì được mạch ghi bàn của mình. Cú sút sệt đánh bại Hưng Excel của Đinh Sơn Hải rất ấn tượng. À, cùng xem lại những tình huống dứt điểm liên tiếp của các cầu thủ Phoenix. Với việc đẩy cao đội hình, họ có đủ quân số trong những tình huống bóng hai. Đó là sự khác biệt của Phoenix với TG ở những phút vừa qua. Sẽ có một quả đá phạt cho Phoenix. Chiếc bóng đang là không chiều khúc. Không được. Và phát bài rất hay của Cuneto. Một trận đấu mà TG thực sự có rất ít cơ hội. Và thả chân của Long Torres. Lúc này thì Hữu Định cũng đã nghỉ chuyên nghiệp từ khá lâu rồi. Lên bóng cho các thủ Phoenix. Không được. Rất đáng tiếc. Đức Khang. Bàn công. Không vào. Các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi trận đấu. Ôi, tỷ số là 1-0. Người ghi bàn đó là Trung Tám. Rất hay. Một trận đấu mà có những khoảnh khắc mà hai đội bóng đã tạo ra trong từng thời điểm. Và chuyền bóng của Gia Nguyên Công là tuyệt hay. Điểm chuyền bóng tuyệt vời và người dứt điểm thì cũng rất hay. Và bằng cắt quá hay của Trung Tám và Phúc Nhô đã bị đánh bại. Khá hay. Có thể dứt điểm. Không qua được Đức Khang. Một quả đá phạt thành cho Phoenix. Lỗi của Trung Tám. Chuyền bóng đó là số 16 Ngô Thành Tài. Không được. Và trận đấu đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Có một chút tiếc nuối nho nhỏ dành cho Phoenix khi họ là đội mở tỷ số và đã dẫn bàn đến gần những phút cuối cùng của trận đấu này. Với một điểm ngày hôm nay thì Phoenix đang có được 17 điểm và họ đương nhiên vẫn đang dẫn đầu bảng xếp hạng. Với một số điểm bỏ cách tương đối an toàn với những đội bóng xếp sau như là Đại Từ và Thiên Khôi. Còn với TG, một điểm ngày hôm nay cũng là một điểm số có thể nói là chấp nhận được.